Dạ chào anh em đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây. Bữa nay Hùng Hằng mình tiếp tục lên một clip ha, trong đó gồm có bông trang xanh trái. Để mình giao lưu anh chị em trên toàn quốc, số điện thoại giường mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo quê mình ở Bình Tân ha. Vừa qua mình cũng cảm ơn anh em rất nhiều ủng hộ mình ha, ủng hộ kênh. Tiếp là mình lên mã số 1. Bây giờ mình lên xanh trái nha anh em. Một cây xanh trái nó có bông ha. Cây này mình đã tháo dây. Số 1 là một cây xanh trái. Rồi. Quay cái này quay cho lại mặt tiền. Rồi. Này hiệu. Nó chiều cao là 25. Mình đo cái tán ngang này là 43. Mấy cây này có hiện tượng sụ chưa ha? Hoành thân là 11. Cái này lúc xếp hàng đi mình ấy chậu được ha. Và mã số 1 cái này giao lưu là 400.000. 400.000 mình đang xếp cho anh. Tiếp là mã số 2. Mã số 2 cũng là xanh trái luôn ha. Dạ con sao đi, dạ con sao. Dạ con. Đó, xanh trái này ha, nó tì nó nhỏ mà nó cây nào nó cũng sụ cho ha. Cái mùa xanh trái là cái mùa đợt này là mùa bông mùa trái của nó nha anh em. Dạ chiều cao 25. Mình đo cái tán ngang này là 34 ha. Dạ thân nó 11. Giao lưu cũng là giá 400. 400 mình xếp chậu luôn. Tiếp là mã số 3. Mã số 3 cũng là xanh trái luôn ha. Đợt này nó trái hết sức trái luôn ha, bông nó ra là chuẩn bị cho trái ha. Đợt chiều cao nó là 21. Cái tán của nó là 38. Để mình dỡ cái thân cho anh em xem ha. Cái này mình cũng tháo dây ra rồi. Cái này có hiện tượng sụ luôn ha. Cái thân nó là 10. Cái này giao lưu là giá 400 khi đi ha, mình bó bầu rất chậu. Tiếp là số 4. Số 4 cũng là xanh trái ha. Cây nào đợt này nó cũng có bông hết trơn ha. Hết với tuyệt ra bông. Dạ chiều cao của nó là 32. Mình đo cái tán ngang của nó là 44. Dạ, cái thân của nó 10 phần. Này giao lưu cũng giá là 400 khi đi mình bó bầu bó bầu ha. 400. Tiếp là mã số 5. Số 5 cũng là một cây xanh trái ha, dáng bài. Mấy cây này nó có đang chút nữa mình dỡ cái thân cho anh em xem ha. Dạ, chiều cao nó là 22. Mình đo hai cái tán này ha là 54. Dạ thân nó là 8 phần. Nè cái thân của nó nên nè, mình cũng đã tháo dây ra ha. Ấm tàn rồi. Giao lưu là giá là 450 nha. 450 khi đi. Mình bó bầu rút chậu. Tiếp là mã số 6. Mã số 6 cũng là xanh trái luôn. Đó mấy cây này ha. Bông hết chút bông. Cái mùa này là của nó mùa bông rồi đó. Dạ chiều cao của nó là 22. Dạ cái tán ngang của nó là 38. Dạ thân nó là 10 phần. Cái này mình giao lưu với anh em giá là 350.000 hay 350 cho đi mình có bộ ha. Cái chậu chị mang này nó nặng lắm. Tiếp là mã số 7. Số 7 cũng là xanh trái nữa, có cái dáng ba luôn. Đấy coi. Dạ chiều cao là 18. Mình đo cái tán dài của nó hả là 45. Dạ thân của nó là 11 phần. Dạ, nên dàn xưa nó cũng ấm tàn ha. Này giao lưu là giá là 450.000 khi đi mình có bằng. Tiếp là số 8.
số 8 là cũng là một cây xanh trái luôn. Sụ. Nó sụ luôn anh nha. Mấy cây này lại sụ dài dữ lắm luôn rồi. Dạ chiều cao 25. Tán ngang của nó là 43. Mình đo ngay chân vị trí này ha. Là 10 là 12. Đó, nó sụ nữa nha mình. Một cái mấy cây này mình đã tháo dây ha. Giao lưu là giá 450 nha. Mình bao xếp cho em ha. Rồi mình hết thân trái ha. Mình lên là đặt này mình lên chanh sen. Số 9 là một cây chanh sen Nhật. Tàn thiên nhiên ha. Đó. Chiều cao 21. Tán của nó là 31. Dạ thân của nó 14 ha. Đó là đế đây nè. Này giao lưu với anh em giá là 350 nha. Khi đi mình có bầu ha, xi măng này là mình rút toàn bộ hết. Tiếp là số 10. Tiếp là mã số 10. Số 10 cũng là một cây chanh sen Nhật luôn. Tàn thiên nhiên luôn. Nó dưới khác gì vậy nè. Dạ, chiều cao là 19, tán của nó là 30. Dạ, thân của nó 14 phần, cái này giao lưu là 300. Lục trong nó nhóc, 2-3 cây vô đó. Số 10 tiếp là 11. Tiếp 11 là cũng là một cây chanh sen Nhật luôn. Được chiều cao 20, tán nó là 24. Cây này nhỏ ha, là 12 phân. Này giao lưu với anh em giá 200. 200 tình bao xếp cho anh em. Cái này chơi, cây nguyên đẹp luôn. Tiếp là mã số 12. 12 cũng là một cây xanh trái. Ô, một cây chanh sen Nhật. Quá chật. Một cây chanh sen Nhật. À, cây này anh em về là vô dây được. Dạ, chiều cao là 21. Tán của nó là 28. Dạ, thân của nó là 16. Cái cũ nó là 32. Rồi giao lưu với anh em giá 400. Tiếp là 13. 13 cũng là một cây chanh sen Nhật vô dây ha. Dạ, chiều cao là 17, tán nó là 32, dạ thân nó 13, này giao lưu với anh em là 250 ngàn đi, 250 mình bó bầu quan trọng hơn. Tiếp là mã số 14 cũng là một cây chanh sen Nhật luôn, cái này về vô dây được anh em, hết sức cũng thôi mình chơi tàn thiên nhiên cũng đẹp lắm. Dạ chiều cao là 23. Tán nó là 32. Dạ thân nó là 13. Đó, cái cũ nữa hả? Ăn không phải luôn ha. Giao lưu cái này 300. Tiếp là 15. 15 là cũng là một cây chanh sen Nhật. Ô, mấy cái này mình chơi tặng thiên nhiên đẹp ha. Dạ chiều cao 19. Tán nó là 30. Dạ thân của nó là 12, nó là đế trái dài ha. Này giao lưu với anh em giá 300. Tiếp là 16 cũng là một cây chanh sen Nhật luôn. Cây kia bao bấm gì chứ? Kêu lùng qua bấm giùm. Bấm cái cây kia vô dây, dây cây vô dây bánh luôn. Họ bấm ra ngoài trong trang rồi đó. 16 là một cây chanh sen Nhật cho nên là mình chơi tàn thiên nhiên đẹp ha. Đó, trang này là mỗi đọt mỗi bông ha. Dạ chiều cao là 25. Tán nó là 35. Dạ thân của nó là 13, đế trải dài ha. Cái này giao lưu là 250 ngàn đi. 250 khi đi ha. Mình bó bầu rút chậu. Rồi mình bây giờ mình lên là một cây trang đỏ đó. Số 17 anh em.
trăng đỏ lá nhỏ đó, trăng này bữa nay là nó phục tâm ha, phục nhộn ra rồi. Chiều cao là 85. Tăng ngàn đứng sao? Cái tăng ngàn của nó là 93. Cái thốt thân của nó là 29. Dạ, quanh thân nó là 15. Già dữ lắm luôn rồi. Một triệu 200 ngàn. Cái cây này xếp nhẫn tiền khi đi ha, mình bó bầu cái chảo ha, chỉ 200 ngàn. Ngồi xuống. Rồi lên tạ. Rồi bây giờ mình còn được dành cái trang tím sen với trang đỏ nha nè. Tiếp là mã số 18. Mình lên đợt này ha, cũng hơi lâu nữa mới có hàng về ha. Là một cây trang chiếu sen lá nhỏ. Dạ, chiều cao của nó là 50, tán của nó là 69. Dạ, thân của nó là 16 phân. Tì ấy nhỏ mà tàn thích hết trơn ha. Dạ, mã số 18. 18 này giao lưu là 450 ngàn, mình bao xét ha. Tiếp là mã số 19. Chèm lấy miếng sắt chèm. Mã số 19. Lấy miếng sắt chèm cho đứng. Thấy gì viết không được, nó cái viết có gì không đó. Mã số 19 ha. Ừ. Đúng rồi. Mã số 19 là một cây chăn đỏ lá nhỏ. Mấy này mình cũng mới bứng về nha nha. Thì chốt nào ha, thì mình để con lá. Rồi. Dạ, chiều cao của nó là 56, tán của nó là 64. Này cái củ hết sức rồi, là 20. Đó là đế nữa nè. Này giao lưu với anh em giá là 500. 500 mình bao xét cho nên cái này. Tiếp là mã số 20. Khỏi chưa hết. Mã số 20 cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ. Dạ, chiều cao 59. Dạ, tán của nó là 73. Thân nhỏ mà tàn hết sức luôn. Dạ, thân là 13 phân. Cái này giao lưu loại giá là 400 ngàn. 400 ngàn cho anh em chơi ha. 400 ngàn. Tiếp là 21. 21 cũng là một cây 21 cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ. Còn vài cây nữa anh em ơi, là hết luôn nha. Vô chốt một cây hai cây vậy chứ. Trang đỏ này ha, nó thích hết nhiều. Mình biết ý của mình trồng nó là nó dễ sống. Và chiều cao nó 63, tán của nó là 73. Dạ, thân của nó là 16 phân. Giao lưu là giá 400 ngàn. 400 ngàn đại xét cho nên được. Tiếp là 22. 22 cũng là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây này ăn gốc nó gai thân. Gốc nó gai thân. Dạ, chiều cao của nó là 40. Và cái tán của nó là 70.
400 ngàn mình bao xếp cho anh em luôn ha. 400 ngàn. Tiếp là 23. 23 cũng là một cái trang tím sen. Cái trang tím sen lá nhỏ. Và chiều cao của nó là 56. Tán của nó là 70. Dạ, thân của nó là 15 phần. Mẹ giao lưu là 350 nha, 350 cho anh em tôi nha. Còn gần cây tím sen nó hết rồi. 24. Để em hỏi của anh nữa. 24 là cũng là một cây trang tím sen. Tím sen lá nhỏ. Dạ, chiều cao của nó là 44. Cái tán của nó là 75. Mình đo cái củ này của nó hả? 21. Này giao lưu cũng giá 400. 400 mình bao xếp cho nó nha. Tiếp là 25. 25 cũng là một cây trang tím sen. Đẩy gì đi. Cũng là một cây trang tím sen lá nhỏ. Và chiều cao của nó là 51. Tán của nó là 74. Dạ, thân của nó 12. Này mình giao lưu là giá 350 nha. 350 nha, bảo xuất cho mình. Hết chưa? Hết rồi không? Tiếp là mã số 26. Dạ, 26 mình cũng là một cây trang tím sen lá nhỏ. Cũng là mã số cuối clip ha. Vô có một cây, hai cây tím sen đây mà hết hàng rồi. Clip này mình hết rồi đó nha. Dạ, chiều cao của nó là 50. Tán của nó là 54. Nhỏ thì cái tàn nó đẹp mình cũng chơi được nên giả thân nó 13. Cái này giao lưu cũng giá là 350 nè. 350 mình bao xếp cho anh em ha. Cũng là mã số cuối clip hôm nay ha. Cuối clip ha, mình xin chúc cho anh em ha và gia đình được nhiều sức khỏe. Phát lộc phát tài. Số điện thoại giường mình là 0939 98192. Quê mình cũng ở Bình Tân. Hẹn biết sau gặp lại cho chàng nha.